Kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh Tin Mới Nhất. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. 4,82 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở lưu vực sông Tiền Đường. Tính đến ngày hôm qua, trận lũ lụt lớn nhất ở lưu vực sông Tiền Đường ở Chiết Giang trong 67 năm đã ảnh hưởng đến 4,823 triệu người, với 22 người chết và 10 người mất tích do thảm họa. Tính đến 7 giờ ngày hôm qua, tình hình mưa lũ đã khiến 1.946 doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, 392.000 người phải di rời về địa phương. Tính đến an toàn phòng chống lũ chung của lưu vực sông Tiền Đường, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, hồ chứa nước Tân An Cương sẽ mở các cửa xả lũ. Hơn 4,8 triệu người bị lũ lụt. Kể từ ngày 13, 4 đợt mưa lớn đã tiếp tục đổ bộ vào Chiết Giang. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang, tính đến 7 giờ ngày hôm qua, 67 quận, huyện, thành phố thuộc 10 thành phố của tỉnh Chiết Giang đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Dân số bị ảnh hưởng là 4,823 triệu người, 9.500 ngôi nhà bị sập, 40 người mất tích. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 441,6 nghìn hectare và 726 tuyến đường giao thông bị gián đoạn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thảm họa lũ lụt gây ra là 9,69 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Chiết Giang đã đầu tư tổng cộng 336.000 lượt người cho cứu hộ khẩn cấp, 14.375 bộ máy móc, 1,046 triệu chiếc túi dệt và một lô vật liệu khẩn cấp như cát, gỗ và thép, chuyển 292.000 người và giải cứu 18.800 người mắc kẹt. Người ta hiểu rằng hiện nay một số công trình kè nông thôn có tiêu chuẩn phòng thủ thấp dọc theo sông như Khu Du và Lan Si có nguy cơ bị ngập lụt do lũ vượt quá mức báo động lũ. Trong đó, 5 con đê nông nghiệp nhỏ có tiêu chuẩn thấp như Quan Kian, Zhe Zi, Hong Giang, Song Lưu Tu và Di Tao ở thành phố Lan Si bị tràn và cát vàng trên đảo tràn và nước làm cho hơn 12.300 người di chuyển đến nơi an toàn. Thành phố Lan Si sơ tán khẩn cấp người dân. Thành phố Lan Si ở lưu vực sông Tiền Đường, nơi hứng chịu đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1955, là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt này. Kể từ hôm thứ Hai, bờ kè chính của sông Lan Giang đã xảy ra hiện tượng đường ống ngấm và thấm nước. Hiện tại, 16 thị trấn và làng mạc, đường phố trong thành phố đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau và tổng cộng hơn 80.000 người đã phải di rời. Từ tối ngày hôm trước đó đến sáng ngày hôm qua, lưu vực sông Lan Giang lại gặp mưa lớn. Zhao Feiyuan, phó giám đốc trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Chiết Giang cho biết, từ ngày hôm trước đó, mực nước trạm Lan Si đã lên nhanh. Đến 8 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ đã đến Lan Si với lưu lượng đỉnh lũ là 12.500 m khối trên giây. Vào ngày hôm qua, Ban Giám đốc Quốc phòng tỉnh Chiết Giang quyết định khởi động kế hoạch phòng thủ dòng chính sông Tiền Đường đối với lũ siêu lớn. Hiện thành phố Lan Si đang tiếp tục sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và nỗ lực hết sức để giải cứu họ. Sông Xi'an xả lũ lần đầu tiên sau 23 năm. Đợt mưa đầu tiên từ hôm Chủ nhật về cơ bản trùng với 3 đợt mưa lớn đầu tiên. Mực nước của sông Tiền Đường, sông Puyang, sông Đông Tiao và mạng lưới sông Đồng Bằng Hàng Gia đã tăng trở lại và tình hình trở nên nghiêm trọng hơn ở Chiết Giang. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh bắt đầu vào ngày hôm qua đã thực hiện kế hoạch phòng chống lũ lụt thảm khốc. Theo tin tức vào tối ngày hôm qua, xem xét mức độ an toàn kiểm soát lũ lụt tổng thể của lưu vực sông Tiền Đường trong năm nay, Bộ Quốc phòng tỉnh Chiết Giang đã quyết định thực hiện xả lũ cho hồ chứa nước Tân An vào lúc 9 giờ 30 phút ngày hôm nay. Đây sẽ là lần xả lũ đầu tiên của hồ chứa Tân An Cương kể từ năm 1999. Hồ được xây dựng lần thứ 6 vào năm 1959. 1.846 công ty ngừng sản xuất do lũ lụt. Đợt mưa lũ nghiêm trọng trong những ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân. Tính đến ngày hôm qua, 4 trận mưa lớn đã gây mất điện tại 22 thị trấn, 728 ngôi làng và 155.193 hộ gia đình ở Chiết Giang. Mùa màng ở nhiều nơi ở Chiết Giang bị ngập lụt và thảm họa về ngũ cốc, dầu mỏ, trái cây và rau quả cũng bước đầu xuất hiện. Tại Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu, Ninh Ba, Triệu Hưng và những nơi khác, 17,6% tổng diện tích lúa mì chưa được thu hoạch.
Việc rau quả tràn ngập đã trực tiếp đẩy giá cả thị trường lên cao. Tại một số chợ rau, giá rau ăn lá bị ảnh hưởng nhiều nhất đã tăng khoảng 40%. Sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Tính đến 7 giờ ngày hôm qua, tình hình mưa lũ đã khiến 1.846 doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. 4 trận mưa xối xả và lũ lụt ở miền Nam giết chết 175 người. Bộ Nội vụ Trung Quốc ngày hôm qua cho biết 175 người đã thiệt mạng và 86 người mất tích do mưa lũ xối xả ở miền Nam Trung Quốc kể từ nửa đầu tháng này. Kể từ ngày 13, đã có 4 trận mưa lớn xảy ra ở một số nơi ở miền Nam, khiến vùng Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử, Tây Nam Trung Quốc và một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc nhiều lần bị lũ lụt sạt lở đất. Theo thống kê, đợt mưa lũ và thiên tai lũ lụt ở miền Nam kể từ ngày 13 đến nay đã khiến tổng cộng 86 thành phố thuộc 13 tỉnh khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương ở Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông bị thiệt hại nặng nề, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. 36,57 triệu người ở 510 quận, huyện, thành phố bị ảnh hưởng, 175 người chết, 86 người mất tích, 1,642 triệu người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 35,02 tỷ nhân dân tệ. Để đối phó với mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở miền Nam kể từ tháng 6, Bộ Tài chính và Bộ Dân sự đã sắp xếp phân bổ tổng cộng 165 triệu nhân dân tệ cho Quỹ trợ cấp sinh hoạt do thiên tai của Chính phủ Trung ương. Bộ Dân sự đã khẩn cấp điều động 5.000 lều và 50.000 mền cứu trợ thiên tai tới các khu vực bị thiên tai ở các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam và An Huy, giúp đỡ người dân vùng bị thiên tai giải quyết những khó khăn cơ bản mà họ gặp phải trong cuộc sống. Đường sắt Thành Đô Côn Minh chạy nhanh sau 78 giờ gián đoạn. 12 giờ 54 phút ngày hôm qua, sau hơn 2.000 cán bộ công nhân của Cục Đường sắt Thành Đô ngày đêm chiến đấu, tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh bị gián đoạn hơn 78 giờ do mưa lớn đã được thông xe thành công. Đêm hôm thứ Sáu, đoạn từ Baigu đến Puxiang trên tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh hứng chịu trận mưa lớn khiến núi sạt lở, khiến giao thông nhiều đoạn bị gián đoạn. Sau thảm họa đường sắt đã ngay lập tức đưa ra phương án khẩn cấp và những người có trách nhiệm liên quan của Bộ Đường sắt, các chuyên gia kỹ thuật viên và lãnh đạo trụ sở cứu hộ của Cục Đường sắt Thành Đô đã nhanh chóng đến hiện trường ngay khi có thể. Do lớp phụ giữa Baigu và Baxian bị lũ cuốn trôi, hàng dây bị treo lơ lửng hơn 200 mét, núi cao và thung lũng sâu, dòng nước chảy xiết, đội cứu hộ được trang bị hơn 20 thiết bị cơ khí cỡ lớn khắc phục mặt bằng làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về công tác hậu cần và các yếu tố bất lợi khác, nhanh chóng tiến hành ứng cứu toàn diện tại hiện trường. Sau khi Sở Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp phân công nhiệm vụ cụ thể và lên lịch kỹ lưỡng, cán bộ công nhân viên tiền phương đã bất chấp mưa gió, không quản ngại mệt mỏi, chiến đấu suốt đêm. Đến 12 giờ 54 phút ngày hôm qua, tuyến đường sắt giữa Baigu và Baxian đã được khai thông. Cho đến nay, toàn bộ tuyến đường sắt Thành Đô Côn Minh bị gián đoạn do mưa lớn đã hoành hành. Nhiều tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ bị sập. Theo báo cáo tin tức phát thanh truyền hình Trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, trong vài ngày qua, lượng mưa lớn đã tiếp tục trút xuống khắp huyện Hoàng Sơn của thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy và nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất khác nhau. Cách đây vài ngày, quận Hoàng Sơn đã quyết định nghiêm cấm các loại hoạt động du lịch mạo hiểm ngoài trời trong thời gian sắp tới. Trong vòng chưa đầy một ngày, từ chiều ngày Chủ nhật đến sáng ngày thứ Hai, mưa lớn đã xảy ra ở quận Si, quận Wangxian, hầu hết quận Kunmen và một số khu vực ở quận Ji và Xinyong ở thành phố Hushan. Lượng mưa ở 51 thị trấn và thị tứ trong thành phố vượt quá 150mm, nhiều thị trấn gần 250mm. Thành phố Hoàng Sơn đã ngay lập tức điều động nhân viên đến các địa điểm xảy ra thảm họa địa chất khác nhau và các ngôi làng được xây dựng ở khu vực rìa sông và núi. Người phụ trách bộ phận đường cao tốc của huyện Kunmen, Hoàng San cho biết một số vụ sạt lở đất cục bộ đã xảy ra trên 3 tỉnh lộ ở Kunmen. Quốc lộ 205, con đường giao thông chính ở huyện Huệ Châu của núi Hoàng Sơn cũng lần lượt bị sập. Ngoài ra, huyện Siyan ở núi Hoàng Sơn và các thị trấn bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở huyện Hoàng Sơn bị sói lở đường nghiêm trọng.
Hiện tại, các sở du lịch ở quận Hoàng Mai của thành phố Hoàng Sơn đã di chuyển vào các thị trấn làng mạc và nhóm khác nhau để tăng cường nghiêm ngặt việc giám sát những người mạo hiểm du lịch ngoài trời trong mùa lũ và ngăn chặn việc tổ chức du lịch mạo hiểm một cách mù quáng. Tất cả các danh lam thắng cảnh đều đã kiểm tra toàn diện các biển cảnh báo du lịch ngoài trời, cập nhật công khai tăng cường giám sát du lịch ngoài trời, can ngăn kịp thời những người có hành vi vi phạm, báo ngay cho cơ quan công an địa phương khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật. Cảnh báo màu vàng cũng đã được đưa ra thông báo trên nhiều phương tiện truyền thông. Chúng tôi cũng nhắc nhở những người đam mê du lịch mạo hiểm ngoài trời ở đây rằng vì sự an toàn của bản thân, gia đình và những người khác, vui lòng không thực hiện các hoạt động du lịch mạo hiểm ngoài trời trong mùa lũ. Lũ lụt trên sa mạc cũng điên cuồng và Mogao Grotes buộc phải tạm ngừng mở cửa. Thưa quý vị, sông Dakwan chảy qua hang động Mogao cách khoảng 10 km từ Nam lên Bắc. Sông Dakwan nhỏ và tinh xảo, quanh năm chỉ có một dòng chảy nhỏ giọt, nuôi dưỡng ốc đảo nhỏ của bang Mogao. Vào sáng sớm ngày thứ 6 tuần vừa qua, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực Đôn Hoàng, nơi nằm trong vùng sa mạc. Cùng ngày, khu du lịch hang động Mogao Crosstead buộc phải đóng cửa đối với khách du lịch. Cây cầu nhỏ này là lối đi duy nhất đến hang Moga bị nước lũ cuốn trôi nhiều năm trước. Khi được xây dựng lại, đã nâng cấp lên, mở rộng hơn và gia cố lại nên đã sống sót. Sau trận lụt này, cây cầu vẫn tồn tại, nhưng con đường nhựa phía bắc cầu đã bị phá hủy với chiều dài khoảng 90 mét. Không có gì lạ khi nền đường cát và sỏi ở sa mạc Gobi này dễ bị tổn thương khi đối mặt với lũ lụt. Các con đập ở hạ lưu sông Dakwan đã bị cuốn trôi và đang trong trận chiến để gia cố. Công nhân bảo trì đường bộ gia cố nền đường phía nam cầu. Họ là những thanh niên và dân quân từ các thị trấn và làng mạc khác nhau ở Đôn Hoàng. Đôn Hoàng là địa danh nổi tiếng, là đầu tàu trong ngành du lịch ở tỉnh Cam Túc. Do đó, việc đảm bảo hoạt động bình thường của động Mogao là ưu tiên hàng đầu của thành phố Đôn Hoàng. Vì vậy, nhiều thị trấn và cơ quan chính quyền ở Đôn Hoàng đã huy động một số lượng lớn phương tiện để liên tục vận chuyển lao động trẻ và thanh niên đến chỗ vi phạm sông Dakwan khắc phục thiệt hại. Sau trận lụt, một số cột điện ở phía tây của đường Hen Hua đã bị cuốn trôi, nước và điện bị cắt tại Mogao Crosstead. Thật không may khi trung tâm dịch vụ du lịch Mogao Crosstead đang được xây dựng cách Mogao Crosstead 16 km cũng bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, các công nhân xây dựng đã phát hiện kịp thời và di tản ra ngoài nên không có thương vong xảy ra. Giao lộ văn hóa dẫn đến Mogao Crosstead như một mớ hỗn độn, trạm thu phí đường cao tốc Aden, ga xe lửa Đôn Hoàng mới được xây dựng đã bị lũ cuốn trôi mất, không còn dấu vết. Đứng ở ga xe lửa Đôn Hoàng và nhìn về phía nam, giao lộ văn hóa dẫn đến Mogao Crosstead đã trở nên tan hoang. Gần trạm thu phí Aden, dân quân của thị trấn đang chờ được di chuyển đến chỗ vỡ sông Dakwan để tham gia ứng cứu và khắc phục hậu quả sau lũ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.